6 loại sôi ngọt, 2 loại sôi mặn với lại sôi đùi gà, sôi đặc biệt, 6 loại sôi ngọt, nếp thang, vò, gắt, lá cẩm, đậu phộng, đậu đen. Mặn thấy đông, chắc hợp khẩu vị với người ăn. Sôi mặn có thịt chả, trứng, chào bông, pate, mỡ hành, đùi gà bán ngày được 100 mấy cái, ruti, kiểu như kho, mặn mặn, ngọt ngọt. Ta nói, ta đánh giá là gia vị ngon, pate thơm với lại béo, ngon. Dạ em tên Thịnh, 6 loại sôi ngọt, 2 loại sôi mặn với lại sôi đùi gà, sôi đặc biệt, sôi Minh Hưng. À, anh của em bán à. Dạ 268 Độc Lập, Tân Thành, quận Tân Phú, cỡ 2 rưỡi chiều đến 10 giờ rưỡi. À, lúc trước anh em bán nữa là tầm chắc tầm khoảng mười mấy 20 năm rồi, em bán phụ ảnh thôi. Sôi mặn có thịt chả, trứng, chào bông, pate, mỡ hành. Dạ. Một hộp sôi mặn như vậy thì mình bán giá thế nào lên hả? Dạ nhỏ 20, lớn 27 anh. 27. Dạ. Rồi khách mà muốn ăn đùi gà thế nào hả? Đùi gà 32-35. Cũng là sôi mặn nhưng mà có thêm đùi gà. Dạ không, không, mặn gà là 45-50. À, dạ. Còn đùi gà không là 32-35. Dạ, dạ đúng rồi. Cái đùi gà của này mà mình chế biến được kiểu nào vậy hả? Dạ. Ruti anh. Ruti. Kiểu như kho á. Mặn mặn ngọt ngọt. Chả này là em lấy loại ngon, loại đặc biệt nhất cho khách dùng. Thì thường khách nhận xét xô bên mình sao ha? Có khách quen nào mà cứ ăn thường xuyên không? Có nhiều lắm anh. Có khách hàng ngày, có khách vài ngày ăn lần. Mấy đứa bé hay thích ăn lắm. À, mấy đứa bé thường ăn xô gì hả? Thường ăn xô mặn, xô gắt, xô vò. Mấy cái đồ gia vị là có người nấu hết, em chỉ đứng bán à. Mình có cộng bao nhiêu loại xôi anh ha? Có 6 loại xôi ngọt. Xôi gì anh ha? Xôi ngọt cái gì? Nếp thang, vò, gắt, lá cẩm, đậu phộng, đậu đen. À, những cái màu của cái xôi này là màu tự nhiên hết thế nào anh ha? Lá cẩm là màu của cái lá nấu ra thành tím, nạo ra em nấu hết anh. Dạ. Xôi vò thì đậu xanh không à. Đậu xanh với xôi trộn với nhau là ra màu vàng vậy. Thì trong xôi của mình xôi nào là bán chạy nhất anh ha? Vậy chắc xôi mặn quá, mặn thấy đông, chắc hợp khẩu vị với người ăn anh. Cái thấy mình thấy có cái xôi combo đó là cái gì anh? Củ cải xào, nó mặn mặn ngọt ngọt á. Trăm hộp, 200 hộp vậy đó. Ờ, có khách đặt số lượng nhiều vậy luôn anh ha? Dạ có, ta đi phát từ thiện anh. Mọi người, ở đây, mọi người xét xô mình như thế nào? Có khách nào có đứa nhỏ đó ăn nó trời sơn ngon quá, tới đi mua bài không, có gì không? Dạ có nhiều nữa anh. Khách là... Lại nó ăn mấy món nào quen quen á, là nó kêu bỏ. Như ăn chả trứng nè, chả chà bông. Nó hay ăn vậy đó, ăn pate nữa. Nó nói pate thơm, với lại béo, ngon. Với lại chà bông ngon nè, chà bông này ngon. Dạ đùi gà bán ngày được 100 cái anh, trăm lẻ mấy cái. Ta nói, ta đánh giá là gia vị ngon. Thường thường ta khen là gia vị vừa ăn, không mặn cũng không lạc, nó đơn giản mà nó ngon, xôi dẻo. Thấy xôi lúc nào mà cũng chụp là ta giữ ấm nóng thì. Dạ, bụi với lại cho nó nóng, đừng có khô, gió vô là khô à.